Đó, đây này. Nến. Bây giờ không, em ước gì, em muốn gì thì em ước ở đây. Xin chào tất cả các bác. Ok, xin chào các bác. Xin chào các bác. Có lẽ là thành viên không phải là thành viên trong team đâu các bác, bạn này này và một bạn chắc các bác cũng không quá xa lạ khi mà em Sáu lên trên kênh nữa, bởi vì là cũng có rất nhiều video anh em lên trên nhà em Cái chia sẻ khi mà đào móng hoặc là đào nền các thứ ấy, thì em ấy cũng ra hộ rất là nhiệt tình. Và đặc biệt nữa là hôm vừa rồi là em Cái bị tai nạn đấy các bác. Em Sáu là người mà đưa em Cái xuống bệnh viện chụp chiếu mọi cái. Thì hôm đấy thì em Giang cũng có đi thôi, nhưng mà hôm đấy hai anh em đi mà xe thì không có kép ba ấy các bác. Nên là mấy anh em phải nhờ em Sáu để em Sáu đưa xuống. Thì hôm nay là ba anh em từ trên xóm xuống để dùng bữa cơm cùng anh em trong team A Huân. Thì vừa rồi thì cũng ăn cơm xong rồi các bác. Nói chung là khi mà gia đình, một gia đình nào đó mà thiếu bàn tay của những người, những chị em phụ nữ ấy các bác, thì bữa cơm nó sẽ không được đầy đặn cho lắm như cái lúc mà còn có vợ em Giang hoặc là có chị vợ của anh Huân ở nhà. Đấy, thì giờ thì hai chị em cũng đi về quê rồi, giờ trên này thì chỉ còn mấy anh em thôi. Đấy, bữa cơm thì không có gì đâu các bác, thì lợn rang này, đấy, đậu phụ chiên này, với lại một đĩa thịt chân giò nữa. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt các bác ạ, là sinh nhật em Cái các bác đó. Hôm nay là sinh nhật đó. Cái biết sinh nhật không? Là em thì cũng chưa, cũng chỉ nghe thôi, nhưng mà chưa được chưa được tổ chức bao giờ đâu, đúng không? Đấy, thì sinh nhật là ngày mà mình được sinh ra ấy. Đấy, ngày mà mình được sinh ra thì mình cũng tổ chức để làm kỷ niệm thôi. Đấy, tổ chức để lại làm kỷ niệm đó. Thì hôm nay thì cho em Giang xin phép các bác ấy, là được cho phép mấy anh em dùng một tí men các bác nhá. Đấy, thì cơm thì mấy anh em ăn xong rồi, bây giờ thì quánh chén rồi các bác. Đó, bởi vì là hôm nay cũng là ngày vui của em Cái, thì em cái không biết đâu. Hôm vừa rồi là cái hôm cái này thì em Giang không để ý, bởi vì là hôm làm cái đăng ký xe máy ấy, thì là em Giang có cầm cái thẻ căn cước của em Cái đó, vậy nên là em Giang nhớ là hôm nay là ngày sinh nhật của em Cái thôi. Đấy, thì hôm nay thì anh em có tổ chức một gọi là, cũng không hẳn là tổ chức đâu các bác, đấy là một bữa cơm với lại có một tí bánh nữa để cho em Cái đấy, có một ngày vui. Có thể là từ lúc sinh ra đến giờ thì em Cái cũng chưa có ai được gọi là, kể cả bố mẹ cũng thế, chưa tổ chức cho em bao giờ đâu nhỉ, bởi vì là bố mẹ thì em Cái vừa mới ra đời là bố mẹ cũng đã mất hết rồi các bác ạ. Đấy, cũng là rất là buồn thôi. Nói chung là cái này thì không nói nữa, hôm nay là ngày vui thì mình nói cái vui, được chưa? Đúng rồi. Đấy, thứ nhất là chúc mừng Cái là chuẩn bị có nhà có vợ đó, và thứ hai là chúc mừng sinh nhật. Nào, chúc mừng sinh nhật Cái nhá. Nào, chúc mừng sinh nhật Cái nào. Xin mời các bác nhá. Nào, xung. Đấy, hôm nay thì không uống rượu nữa các bác, hôm nay là uống bia. Rượu thì vẫn còn một bình chuối hột kia các bác ạ. Ngâm chuối hột cái nước này cốt thứ hai rồi, hôm nọ thì mấy anh em cũng có xử lý được cốt thứ nhất rồi. Đấy, bây giờ thì còn mỗi cốt thứ hai thôi. Nào, uống đi. Đấy, nóng như thế này thì uống bia thì rất là mát luôn các bác. Khi mà ở trên nhà của mấy anh em ở trên này ấy, thì ở trên cao nữa, gió rất là mát. Uống bia mát, uống bia thì nó không say đâu. Đấy, nó chỉ căng bụng thì mình đi ngoài thôi. Đấy, nó hơi tí nhịp một tí các bác ạ.
là từ nhỏ đến lớn thì vẫn chưa được anh chị cũng như là chưa được bố mẹ cô gì dì bác là tổ chức sinh nhật thôi, cho nên là nhiều lúc lại cũng quên mất cả ngày sinh nhật. Nào mấy anh em uống đi, hôm nay là ngày vui. Đấy, nói chung là không nói cái buồn nữa, hôm nay mình chỉ nói cái vui thôi. Đấy. Hôm nay thì em cũng không biết là vừa nãy thì anh rủ em xuống này là gì, anh cứ rủ là ăn cơm ở đây thôi, nhưng mà em cũng không biết là xuống đây là ngày của em. Nói chung là thứ nhất là cũng muốn chúc mừng cái là hôm nay thì anh em cũng đã lên trên xóm thì cũng về muộn các bác ạ, thì cũng không có chuẩn bị được đồ nhiều. Đó, hôm nay là lên sơn nhà của em cái này là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa là đi vào nhà của em Sùng chuyển vật liệu một cái. Hôm nay thì vật liệu nhà em Sùng thì đã lên đủ rồi các bác ạ. Đó, vì anh em cũng có về muộn và cũng không chuẩn bị được gì nhiều, thì mâm cơm nó chỉ có đạm bạc. Thì cũng sáng, từ lúc sáng đi lên trên xóm ấy thì em Giang có nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của cái rồi, thì hôm nay lên trên kia thì cũng chẳng thấy cái nói gì, thì chắc là cái nó cũng không nhớ được ngày sinh nhật của nó, với lại chắc là nó cũng không biết là ngày sinh nhật của nó. Đó, cho nên là thôi, anh em cũng chẳng muốn nói cho cái biết là hôm nay sinh nhật của cái nữa, chỉ biết là gọi cái và với lại ba anh em thì cho ba anh em cùng nhau xuống thì làm bữa cơm, gọi là bữa cơm tổ chức một tí thôi, mình cũng không tổ chức to. Biết tại sao sáng nay anh không nói cho em biết không? Tạo bất ngờ cho em đấy. Thế có bất ngờ không? Xuống đây có biết không? Xuống đến đây chắc mới biết chứ. Xuống lên đây mình chỉ biết cái lúc mà anh vừa nói cho anh biết rồi. Vừa nói mới biết đúng không? Nhận ra thôi. Chúc mừng cái nhá. Bây giờ có nhà mới, mai nữa là sơn xong rồi. À, hôm nay thì anh em sơn lót mọi cái đã xong hết rồi các bác. Có nhá. Ngày mai thì sơn màu nữa là xong. Thật ra là em thì em cũng không biết là hôm nay là ngày sinh nhật của em cơ. Chúng biết chúng sinh ngày bao nhiêu không? Chắc cũng không biết. Thật ra là em thì có mẹ thì chắc vẫn nhớ. À vẫn nhớ đúng không? Ừ, để thế thì ngày mai lên thì xem cái thẻ căn cước xem mà hôm nào sinh nhật thì tổ chức. Đấy, hôm nay thì tổ chức cái loại bữa bé bé thôi cho em cái thôi, còn mấy hôm nữa ấy thì nếu mà ngày sinh nhật của em nữa thì tổ chức luôn cả của em, thì là tổ chức to to hơn một tí. Đó, có thể là mình sẽ mổ một con gà đấy, đi ra chợ mua ít thịt lòng lợn về, ui rồi mét lòng thôi, về mình nhâm nhi chén rượu đúng không? làm tí bánh nhỉ? Bánh để một tí nữa, cứ uống rượu đã nhỉ. Nào bây giờ là xin phép các bác là cho em Giang xin phép là mời em cái một tí, bởi vì là cái vết thương của cái thì cũng đã lành lành rồi các bác. Đấy, và chuẩn bị đẹp trai rồi đúng không? Đấy. Đấy. Chuẩn bị đẹp trai rồi, hoa là chuẩn bị hết giận luôn nhỉ. Đẹp trai cái là hoa là hết giận ngay chứ đúng không? Nhà của mấy anh em thì hơi bừa bộn một tí các bác, bởi vì là có rất là nhiều đồ mà các bác gửi lên cho anh em để anh em sắp xếp đồ rồi mang đi phát cho những điểm trường ấy các bác, thì tại vì là dạo này bận nhiều việc quá thì anh em cũng chưa có đi được. Rất là mong các bác sẽ thông cảm, nhưng mà các bác yên tâm, những món quà mà các bác gửi lên ấy thì sẽ được trao đến tận tay cho những em nhỏ, những em học sinh hoặc là những bà con ở trong xóm còn khó khăn các bác nhắc, thì cái vấn đề đấy thì các bác cứ yên tâm ạ. Cái thì chuẩn bị có nhà mới rồi thì có vui không hả? Có em cứ nói to lên để các bác cùng nghe. Có thật ra là cũng phải nói là để mà ngày hôm nay có được cái nghèo đây thì cũng phải nhờ vào các bác hỗ trợ, cũng như là nhờ vào các anh chị giúp đỡ một phần. Thế thì hai bố con nên mới có được cái nghèo đây. Có nhà mới. À, thôi, đấy, tất cả nói chung là công lớn nhất thì vẫn là vào các bác thôi. Đấy, người mà những người mà có công lớn nhất thì là các bác thôi. Các anh, các chị lên trên đấy thì cũng chỉ là những người mà thực hiện những nguyện vọng của các bác. Đó, những gọi là
em ước mơ được một ngôi nhà thì các bác cũng đã hỗ trợ em được một ngôi nhà, thì sau này thì làm xong nhà thì cố gắng. Đấy, cố gắng thôi. Anh mời em. Đấy, Sùng em mời cái đi, mời nhiệt tình vào. Không, hôm nay là nhân vật chính mà. Không, không say đâu, uống bia không say đâu. Người mong có bài hát chúc mừng sinh nhật. Chắc vẫn có nhưng mà thật ra là mình không biết đấy. Đấy, thì bây giờ thì chắc là làm một tí bánh nhỉ. Nhưng mình làm tí bánh, anh cũng có làm một cái bánh sinh nhật cho em. Bánh sinh nhật nó như nào ấy? Bánh sinh nhật nó như nào? Đây thì bánh sinh nhật, bên trong này là bánh sinh nhật này. Còn hay gọi được gọi là bánh gato. Bánh gato. Ừ. Có thể là đúng mà các bác, bởi vì là cứ xóm như thế này thì không phải là miệt thị hay là như thế nào đâu các bác ạ. Thì có thể là đúng, em thấy là chưa có một lần nào để được cái như thế này. Ôi mà lướt xuống đấy không phải cái mũ rồi này. Không có cái mũ này. Này lấy chiếu một cái mũ được quá. Mời cái gì này? Anh làm cho biết mời được không? Đó. Đó, đây này. Đấy. Đấy. Cắm nến. Được chưa? Được. À, cái nó không được bỏ, cái này tí. Cái đấy phải kệ nó. Nhắn lại. Đấy. À, Huân TV, chúc mừng sinh nhật em cái cô đơn. Đó các bác thấy. Rồi, nói chung là không có gì đâu các bác. Nhưng mà mấy anh em được toàn là mấy anh em con trai với nhau thì có lẽ là sẽ không nhất thiết là phải cầu kỳ là đánh này đánh kia hoặc là như này như kia đâu. Đơn giản là một bữa cơm, một cốc bia với nhau, nhưng là một cái bánh như thế này thôi là cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Anh thôi cái này cho em cắm. Cắm ở dưới đó. Này thì em hoa không xuống, cắm ở dưới. Tí nữa. Đó. Cái năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Có cần bao nhiêu tuổi cắm bao nhiêu nến không? Cái bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cái năm 98 đúng không? Dạ. Yeah. Đang năm nay 24 rồi nhỉ? 24 chuẩn bị 24 rồi đúng không? Đang vào 24 đây này. 24 rồi, đang 24 chuẩn bị 25 rồi đấy. Ít hơn anh 1 tuổi thôi mà. À đây này đến nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này. 10 cây. Đây đây nến thôi. Chắc là không cần. Có bao nhiêu cắm bao nhiêu đó. Có bao nhiêu cắm bao nhiêu nhé. Đây mấy người cắm một nửa. Anh em bao Sùng nữa ra đây. Bao Sùng cũng phải ra đây chứ. Ba anh em cùng cắm luôn. Đây. Tuy cái này là đốt. Đốt rồi. Này cho cái thêm hai cây nữa. Đấy, nhân vật chính phải được nhiều hơn. Thật ra là hôm nay em cũng rất may. Và cũng thật ra là sinh nhật của em cái em được mọc đẹp. Hôm nay là lấy thiếu cái mũ đấy. Hiệu hiệu vứt cho cái bên lửa hiệu. Đây. Bây giờ thì tắt điện không? Bảo lực tắt điện nhau. Okay. Cần tắt điện không? Ôi, nếu mà để hấp dẫn hơn thì phải tắt điện đấy. Lực ơi! Lực ơi! Tắt điện hộp ơi! Điều chỉnh đèn hộp ấy nhá! Lúc nào bảo bật thì mới bật nhá! Một lúc nữa anh bảo cái lúc mà thổi nến ấy thì là... Cầm ước! Đây không, bây giờ như thế này, bây giờ phải nói trước. Công tắc đấy đi! Bây giờ là như thế này nhá. Công tắc chỗ tủ lạnh ấy. Anh bảo là thổi nến ấy thì là anh mới xung cái cầm lên cho em như thế này. Và em thổi một cái xong lại không, em ước ấy, em ước điều ước của em muốn ước. Ok kìa. Từ từ lưỡi, chưa xong. Chưa xong các bác nhá.
lúc nào mà em ướp xong ấy thì là em bắt đầu em thổi nến nhá. À, còn là xin lỗi các bác nhá, là nến bé bé xung quanh này thì em rang cho một nửa, em sùng cho một nửa, còn cái nến giữa này thì là sẽ để cho em cấy em đi tự châm luôn các bác. Đấy, xin lỗi các bác nha, là bây giờ bắt đầu châm nến. Đấy, còn lại cho sùng. Rồi. Rất là hồi hộp luôn các bác, hồi hộp lắm. Người các anh là cứ để sinh nhật là làm như này không? Tắt điện được rồi, đấy được rồi. Đấy, bây giờ là cái châm đi, châm. Đấy. Xong hát nữa nha. Hát thì bây giờ thì không có mic thì thôi. Anh em mình thì chúng mình cùng sao? Chúng mình sinh nhật cái nhá. Chúng mình sinh nhật cái. Vỗ tay nào, vỗ tay. Nào, bây giờ thì ấy đi, từ từ. Ước nào, bây giờ cái, ước đi, ước đi cái. Ước đi như nào? Bây giờ không, em ước gì, em muốn gì thì em ước cái đây. Ước bé rồi, ước bé rồi. Như nào hay là... Ờ đúng rồi, ước gì đấy. Xong hết nến rồi nhanh. Thử đi, thử đi. Bật điện đâu. Lươi, bật điện, lươi. Ui, con gì đấy. Ui. Đấy. Đấy là cái màn gọi là hấp dẫn nhất rồi. Bây giờ thì cắt bánh. Bây giờ bỏ ra. Ui, có con gì bay vào đây rồi. Thực sự là đây là một cái lần mà bản thân được nhận cũng như là được từ được các anh chị làm cái ngày sinh nhật tặng cho, thì thật sự là anh cái thì không biết nói gì hơn, cũng phải nói thật sự là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một người mà tổ chức một cái bữa sinh nhật cho em cái cũng như là cháu cái. Nhưng mà ngày hôm nay để cả với anh chị thì anh chị trong team anh Huân cũng đã tổ chức cho em một cái bữa sinh nhật cũng như là một cái ngày sinh nhật rất là đặc biệt trong gọi là trong đời em từ nhỏ đến lớn. Nói chung là thì không em có rất gì là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thôi. Chúc các anh chị lục đạt được những mơ ước của bản thân mong muốn. Nói chung là không có gì đâu. Đấy. Thì hôm nay cũng là sinh nhật em, thì anh thay mặt anh em trong team là chúc em sinh nhật gọi là có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ, đấy, không được buồn. Và cái thứ hai nữa là cố gắng để gọi là làm xong nhà thì anh em mình sẽ cùng nhau đồng hành, đấy, tiếp tục là đi rừng để khai thác những sản phẩm cho các bác. Và một cái nữa đó là cố gắng lên, cái gì cũng phải cố gắng mà, đúng không? Đấy, cố gắng để làm sao không phụ lòng các bác đã mong mỏi của em, đó là mong em thành người đã giúp em được một ngôi nhà rồi thì sau này có gì cũng phải cố gắng nhá. Đấy, bắt tay đấy, cố gắng. Đấy. Và anh cũng chúc em cố gắng. Đấy, thật nhiều sức khỏe. Đấy. Hôm nay ngày vui mà sao mặt buồn ấy, cho anh mời các. Trước tiên là phải uống một ngụm bia đã xong là mới uống đi, sao mặt buồn thế. Kiểu xúc động ấy, xúc động lắm. Uống đi. Chưa một lần nào được ai tổ chức cho đúng không? Nào, uống, nào Sùng cố gắng nhá, cả Sùng nhá, cả sáu đứa cố gắng nào. Em mời nhá. Bây giờ thì sẽ đến công đoạn cắt bánh các bạn. Hôm nay thì cũng gọi là có một sự vắng mặt của anh Huân. Và anh Huân thì hôm nay phải đi có việc với các bác, nên là anh Giang sẽ thay mặt cả team
là sẽ cắt bánh cho cái và mọi người luôn. Cắt bánh là như thế này. Cắt cắt để ăn rồi. Cắt để ăn thôi, cái này phải để ăn chứ. À đâu, hôm nay xin cái phải được mình to nhất. Miếng to nhất. Ăn đi. Vâng. Ăn đi. Cái là phải ăn hết thì mình lấy ra mới xin được cái. Thật to. 6 này 6. Khi nào mình xin, ăn đi. Hôm nay thì có không có luôn ở nhà ấy các bác, thì cũng chỉ có mấy anh em thôi, một hai anh em tự ngồi với nhau. Nếu có anh Huân ở nhà, anh Huân sẽ đàn cho một bài. Chứ đừng nghe anh Huân đàn bây giờ đâu, đúng không? Đàn. Có rồi chứ. Đàn cái gì? Xin. À, đánh đàn ấy. Đánh đàn hát ấy. À, đi chứ nhỉ? Có đợt sinh nhật được rồi. Nhưng hôm đấy là có chung đúng không? Đúng rồi. Đấy, con em là có rồi đúng không? Thì bây giờ thì nói chung là sinh nhật mà các bác, nên là cái gì cái mọi cái gì mình cũng phải thử đó. Bây giờ thì ăn đi. Ăn thì nó có gọi là ngày sinh nhật, nếu mà không ăn bánh sinh nhật là sẽ không phải là ngày sinh nhật. Xin phép các bác nhé, bởi vì hôm nay cười hơi nhiều một tí, ngày vui của cái đâu, nhưng mà em Giang là cười nhiều nhất rồi. Xin mời các bác nha. Gần đây là để cho các bác không phải để lại đâu, ăn hết thôi. Cho cái em để các bác ăn bánh. Cái này ngon, ngon nhiều ngon. Kem. Đó là kem. Nói chung là nhà cái thì cũng hầu như là hoàn thiện được 90% rồi. Bây giờ sơn nốt nữa. Tính còn 5% nữa thì chưa hoàn thiện thôi. À đâu, 10% nữa, tính cả mua giường chiếu các thứ mọi cái. Bây giờ mua tủ này, mua giường cũng là xong hết ở nhà cái. Mai sơn nữa. Còn nhà sơn thì có thể là tầm khoảng 2-3 hôm nữa thì anh em thợ sẽ bắt đầu đi làm. Nói lúc đấy thì cố gắng ở nhà mà làm thôi. Bây giờ thì vợ cũng không ở nhà rồi thì em cố gắng. Nha. Thì trong thời gian tới này thì anh sẽ thường xuyên để lên trên nhà em hơn, để gọi là sát sao công việc giúp em một phần nào đó. Bởi vì là thực sự ra là làm nhà thì rất là nhiều việc luôn, như cái nó từng trải qua đúng không, cái biết đúng không, từng cái nhỏ nhất anh em tự cũng tìm đến chủ nhà này, cái gì cũng chủ nhà, cái gì cũng chủ nhà, thì thực sự là nó rất là nhiều việc. Cho nên là anh thời gian tới này thì có thể là nhà cái thì làm xong hoàn thiện nhà rồi thì anh em cũng sẽ ít để lên nhà cái hơn, thì rất mong các bác sẽ thông cảm để sát sao làm sao để làm xong nhà của em Sùng đã, rồi lúc đó thì anh em sẽ tiếp tục quay nhà cái nhiều hơn đó, để các bác cũng biết là sau khi mà cái được hỗ trợ thì cái có thay đổi như thế nào. Còn vợ của Sùng thì thôi đấy, hôm nay thì anh Huân lên thì không muốn nói được đúng không, cố gắng. Chỉ phải có một mình đi chăng nữa thì đã không có các bác ở đằng sau, các bác nhìn thấy nhìn theo em rồi, có các anh ở đây rồi, thì vợ em dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì thôi, nếu mà nó không về nữa thì thôi, là mình cũng không có liên kết gì nữa. Bởi vì là đến thời điểm bây giờ thì chính thức là em nó đã đi lấy chồng khác rồi, có đúng không?
Là thì em cho em cố gắng để làm hoàn thiện nhà. Cố gắng làm xong nhà thì đi làm không là kiếm tiền nuôi con. Đấy, làm sao cho con mình sau này nó khôn lớn. Đấy, để nó cái quá khứ của nó không có một người mẹ như thế. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng quý các bác và anh chị đã yêu thương và giúp đỡ. Thì anh cũng không biết nói gì nhiều nhiều đâu, bởi vì cái này thì cũng là vấn đề mà gia đình em thôi. Nhưng mà anh chị là người mà đi giúp đỡ như thế này ấy, thì là khi mà xảy ra câu chuyện như thế này thì vợ em nó lại bỏ đi thì thật sự là anh cũng rất là bực mình. Thôi thì cũng không nói nữa, cũng chẳng nói làm cái gì nữa. Bây giờ thì đi lấy chồng mới rồi, chẳng nói làm cái gì nữa đúng không? Em biết là đi lấy chồng ở đâu à? Thì thật ra thì em không biết thôi. Con không biết à? Vâng. Biết là đi lấy chồng. Cũng không biết nói gì hơn. Thì thật sự là em cũng không thể tự tưởng là một cái thời gian không lâu mà chị lại đổi ý. Đấy, đúng không? Trong thời gian từ lúc Sùng về đến giờ thì nó cũng không phải là thời gian ngắn mà cũng không phải là thời gian dài, đúng không? Đấy. Thì Sùng có suy nghĩ giống anh không? Mà hôm nọ anh em mình cũng chia sẻ với nhau ấy, thì có thể là em rộng vợ em ấy với lại bạn kia thì có thể là đã gọi là quen nhau từ trước đó rồi thôi. Vâng. Thật ra là em cũng suy nghĩ nhiều là thật ra là cái là vợ em đi lấy chồng mới. Thật ra là trước kia em chắc là em đi hơn một năm em không biết. Thật ra là trước kia cũng là biết lo nghe cũng ý của em suy nghĩ là em lúc em đi thì co phòng bảy nên em về con lỡ chắc em đẻ được con, còn vợ đẻ được con thì chắc cố gắng nuôi con để đỡ anh thôi. Thật ra là cũng đợi đến giờ này lại đi lấy chồng mới để lại coi thì cái này em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thôi thì không nói nữa, cố gắng làm xong nhà thì đi làm cùng mấy anh em thôi. Các bác ạ, có lẽ là hôm nay thì anh em cũng chia sẻ đến đây thôi, một video ngắn ngắn cho các bác cũng biết là hôm nay là sinh nhật của Cấy. Thì có gì anh em có sử dụng ít bia rượu, có gì lời ra lời vào nó không đúng chuẩn mực thì rất là mong các bác sẽ thông cảm cho anh em. Và anh em chia sẻ từ đây thôi, một video ngắn ngắn cho các bác cũng biết là hôm nay là sinh nhật của Cấy. Thì thôi, chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ và chúc các bác ngủ ngon. Bây giờ thì cũng đã được chắc là anh em tức máy từ trên bản về đến nhà ấy thì cũng có 8 giờ hơn rồi. Có lẽ là giờ này cũng hơn 11 giờ rồi, gần 11 giờ đến nơi rồi các bác. Thì anh em sẽ túc tác là nghỉ thôi. Đấy, hôm nay thì sẽ cho mấy anh em nghỉ lại đây luôn. Bởi vì là đường đi lại nó quá xa cho nên là thôi cho mấy anh em nghỉ lại đây thì trải nghiệm một ngày gọi là một đêm ngủ tại nhà của mấy anh em luôn. Thì thôi anh em mình cũng nghỉ thôi, thì chia sẻ tới đây thôi, các bác cũng biết thôi đấy ạ. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào các bác, xin chào các bác, chúc các bác một buổi tối thật là tốt lành. Còn phần ở đây là toàn được. Đeo lên với. Cắt đi em. Ôi con dao này cắt mật đúng là chuẩn. Này. Ui. Mật chảy róc róc luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy cái chất mật nó như thế này này. Quá chuẩn rồi.